Thưa quý vị, vật liệu xây dựng đạt chuẩn và bảo đảm chất lượng là một yêu cầu bắt buộc quan trọng đối với bất kỳ một công trình xây dựng nào. Thế nhưng một điều đáng lo ngại là trên thị trường vật liệu xây dựng hiện nay xuất hiện ngày càng nhiều các mặt hàng kém chất lượng, giả mạo, làm nhái các thương hiệu nổi tiếng. Điều này thì không chỉ gây ảnh hưởng đến sự an toàn và chất lượng của công trình mà còn gây tổn thất lớn cho người tiêu dùng. Mời quý vị hãy cùng tìm hiểu về tình trạng này trong phóng sự ngay sau đây của chúng tôi. Cảnh báo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và các mặt hàng vật liệu xây dựng trên thị trường hiện nay. Nhu cầu xây dựng công trình về nhà ở đang tăng nhanh, thị trường kinh doanh vật liệu xây dựng cũng theo đó sôi động hơn. Thế nhưng, bất chấp các quy định về pháp luật, bất chấp các hệ lụy xã hội và chỉ vì lợi nhuận, nhiều đối tượng đã tranh thủ bắt tay vào việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng để kiếm lời. Trong một cái khung cửa này thì ví dụ như là ba thanh này thì thật, còn một thanh này thì giả. Thì với những người mà không am hiểu về vật liệu xây dựng thì người ta cũng mù thì không có biết gì hết. Theo khảo sát, không chỉ cửa cuốn, cửa bảo vệ, ống nhựa, gạch men, buôn vệ sinh cho đến những mặt hàng nhỏ nhưng quan trọng như thiết bị báo cháy, khóa an ninh, chống trộm, dùng cho các tòa nhà đã và đang bị làm giả. Kể cả các mặt hàng như sắt, thép, nhôm cũng bị làm giả, làm nhái thương hiệu. Đáng chú ý, tình trạng làm giả, làm nhái hàng kém chất lượng trong lĩnh vực này đang bắt đầu ngày một tinh vi hơn. Ngoài việc có logo, tên gọi, bao bì làm nhái thương hiệu lớn thì thậm chí là các sản phẩm này vẫn làm giả cả tem bảo hành, mã QR để truy xuất nguồn gốc như hàng thật 100%. Ngay cả những người trong nghề còn khó phân biệt chứ chưa nói đến người tiêu dùng. Anh cho em hỏi là anh đã bao giờ mua phải các sản phẩm mà hàng giả, hàng nhái chưa ạ? Có, ở kế bên nhà bữa có mua rồi nhưng mà cái hàng đó cũng mắc tiền lắm. Mua nguyên lô chắc cũng 4 mấy triệu á. Biết ở đâu mà bị nó hơi bị dảnh. Giờ cũng không biết sao. Tại tọa đàm về bảo vệ thương hiệu và công tác phòng chống hàng giả, hàng nhái với ngành nhựa vào ngày 26 tháng 3, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Bến Tre vừa công bố kết quả điều tra về sản phẩm nhái thương hiệu ống nhựa Hoa Sen trên thị trường. Theo đó, qua kiểm tra phát hiện 4 cơ sở vi phạm, tạm giữ hơn 3.300 sản phẩm ống nhựa cứng với tổng giá trị hàng hóa lên đến 188 triệu đồng. Cụ thể, các sản phẩm vi phạm này in hình hoa sen 8 cánh với dòng chữ ống nhựa bông sen Mekong. Gắn trên sản phẩm ống nhựa cứng đã xâm phạm đối với nhãn hiệu được bảo hộ theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 209389 của tập đoàn Hoa Sen. Khi ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thì cái hàng xâm phạm về thương hiệu, hàng nhái, hàng giả thì nó sẽ xuất hiện nhiều hơn. Hiệp hội đã phối hợp với cả quản lý thị trường tỉnh Bến Tre đi xác minh và đã tiến hành xử lý cái việc mà xâm phạm về thương hiệu đó. Số tiền xử phạt 4 cơ sở này là 150 triệu đồng và buộc loại bỏ yếu tố vi phạm. Tuy nhiên hiện nay vấn đề hàng giả diễn ra thì công khai, diễn biến rất là phức tạp và tinh vi, nhưng mà công tác đấu tranh xử lý vẫn chưa như là kỳ vọng. Các giải pháp chế tài xử lý vi phạm vẫn chưa đủ sức răn đe để loại trừ từ gốc rễ của cái hành vi vi phạm này. Thưa quý vị, một thực tế là các mặt hàng bị làm giả thì thường có giá rẻ hơn nhiều so với các sản phẩm chính hãng. Chưa kể đến kiểu dáng, màu sắc bắt mắt thì dễ dàng thu hút người tiêu dùng. Và những sản phẩm kém chất lượng này thì không chỉ khiến cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính phải đau đầu mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ dành cho người tiêu dùng. Mời quý vị hãy cùng đón xem phần tiếp theo của chúng tôi, những nguy cơ tiềm ẩn khi sử dụng các sản phẩm vật liệu xây dựng kém chất lượng.